Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi phần tin tức của Việt Mỹ Television và sau đây là các phần tin liên quan đến Việt Nam. Và kính thưa quý vị, Cộng sản Việt Nam sẽ sắp sửa cấp chiếu khoán 12 tháng cho tất cả những công dân mang quốc tịch của Mỹ. Và trước chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama, thì nhà nước của chính quyền Việt Nam sẽ cấp chiếu khoán cho những công dân Mỹ hưởng quy chế visa nhập cảnh 12 tháng, tăng lên từ trước đến giờ là đã 3 tháng. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hôm 11 tháng 4 ra thông cáo báo chí cho biết là vào ngày 9 tháng 4 thì Quốc hội đã thông qua kế hoạch cấp thị thực 12 tháng và nhiều lần nhập cảnh cho công dân Hoa Kỳ đến Việt Nam ngắn hạn vì mục đích thương mại hoặc là du lịch. Thị thực loại mới này có hiệu lực từ cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 2016. Tổng thống Barack Obama dự kiến sẽ thăm Việt Nam vào cuối tháng năm nay. Tuy nhiên, quy chế về thị thực mới 12 tháng này sẽ cấp cho các công dân Hoa Kỳ đến Việt Nam với mục đích thương mại hoặc du lịch ngắn, đồng thời đáp ứng các yêu cầu nhập cảnh khác của Việt Nam. Theo văn bản được trích dẫn cho tới nay, thời hạn thị thực tối đa mà Việt Nam cấp cho các mục đích tương tự đa số là 3 tháng một lần nhập cảnh. Theo Sứ quán Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ vẫn tiếp tục cấp thị thực có hạn 1 năm và nhiều lần nhập cảnh cho công dân Việt Nam vào Hoa Kỳ vì mục đích thương mại loại thị thực B1 hoặc du lịch tức là thị thực B2. Trong khi đó, công dân Việt Nam xin thị thực Mỹ với mục đích du lịch, công tác, hội nghị ngắn hạn đều được Mỹ cấp thị thực nhập cảnh nhiều lần trong vòng 1 năm và được lưu trú mỗi lần nhập cảnh tối đa là 6 tháng. Chính vì thế, hồi cuối năm 2015, Bộ Ngoại giao của Cộng sản Việt Nam đã đề xuất Việt Nam áp dụng chế độ visa tương tự với công dân Hoa Kỳ, tương xứng với chính sách mà Hoa Kỳ dành cho Việt Nam trong những năm qua. Chương trình làm việc của Tổng thống Obama tại Việt Nam trong chuyến thăm sắp tới. Trong chuyến thăm này, phía Cộng sản Việt Nam muốn Hoa Kỳ công nhận là nền kinh tế thị trường và dỡ bỏ toàn bộ lệnh cấm buôn bán vũ khí sát thương. Phía Hoa Kỳ mong muốn Việt Nam cải thiện hồ sơ nhân quyền, nhà nước không can thiệp vào thị trường, cũng như có một đồng tiền có thể quy đổi. Tính hợp tác có điều kiện là điều thường gặp trong quan hệ quốc tế, cũng như quan hệ song phương Việt-Mỹ. Đây là dự đoán của ông Murray Huber, chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược CSIS của Hoa Kỳ. Về chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama đến Việt Nam, sắp diễn ra vào cuối tháng 5 năm 2016, lần cuối cùng một Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm đến Việt Nam cách đây là 10 năm, là năm 2006, dưới thời Tổng thống Mỹ George Bush. Về hợp tác kinh tế, chuyến đi này của ông Obama được kỳ vọng thúc đẩy việc thực thi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP nhằm tăng cường thương mại và cơ hội đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Mặt khác, trong chuyến thăm này, ông Obama và những người đồng nhiệm có thể sẽ bàn thảo về việc triển khai đường bay thẳng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Ted Osuiz, hiện đang tích cực đẩy mạnh hiện thực hóa đường bay này, giúp cho việc đi lại của các thương nhân, khách du lịch hay du học sinh giữa hai nước được thuận lợi hơn. Một vấn đề quan trọng khác có thể bàn bạc trong chuyến đi của ông Obama là việc Việt Nam muốn Hoa Kỳ công nhận là nền kinh tế thị trường, như một điều kiện để gia nhập Tổ chức Thương mại Quốc tế WTO. Việt Nam trước đó đã chấp nhận danh nghĩa là nền kinh tế phi thị trường cho đến năm 2018. Dưới danh nghĩa này, các công ty Việt Nam dễ bị doanh nghiệp Hoa Kỳ cáo buộc bán phá giá sản phẩm, giá rẻ vào thị trường này. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng muốn Hoa Kỳ chấm dứt một số biện pháp bảo hộ đối với sản phẩm cá da trơn có nguồn gốc từ Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam sẽ yêu cầu phía Hoa Kỳ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm mua bán vũ khí sát thương. Lệnh cấm này đã được dỡ bỏ một phần vào năm 2014 nhằm giúp Việt Nam nâng cao sức mạnh an ninh hàng hải. Quốc hội Hoa Kỳ đã yêu cầu để dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm mua bán vũ khí này. Việt Nam phải cải thiện hồ sơ nhân quyền, đặc biệt là việc giam giữ các blogger và người bất đồng chính kiến. Ngoài Hà Nội, Tổng thống Obama có thể ghé thăm thành phố Sài Gòn, trung tâm kinh tế của Việt Nam. Nếu thời gian cho phép, ông Obama có thể gặp một số các lãnh đạo kinh tế, đặc biệt là những người trẻ để tăng cường hình ảnh và sự kết nối giữa Hoa Kỳ với thế hệ lãnh đạo tương lai của Việt Nam. Nếu ông Obama thăm thành phố Sài Gòn, ông Hybert cho rằng có thể ông Obama sẽ tham dự khánh thành Đại học Fulbright Việt Nam tại thành phố này,
Đây là đại học phi lợi nhuận đầu tiên của Việt Nam được Quốc hội Hoa Kỳ đầu tư một phần kinh phí. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Việt Nam đã chấm dứt chương trình tin tức của chúng tôi. Và chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn quý vị vào trong chương trình vào ngày mai.